Nay là sáng thứ sáu cuối tuần, ngày 14 tây tháng 8 năm 2020, là nhằm ngày 25 âm lịch tháng 6 năm 2020. Thì mình có soạn cái đơn hàng gồm 10 cây mỹ đỏ với 3 cây siêu bông này gửi cho chú Miên. Chú Miên Võ nè. Chú ở Quảng Ngãi. Chú Miên Võ, chú ở Quảng Ngãi. 10 cây mỹ đỏ với 3 cây siêu bông này. Siêu bông thì ảnh không có một cốt nha các bạn. Siêu bông thì một lùm như thế này, mình trồng xuống đặng, ví dụ như trồng hai bên cái cửa, cái cổng rào á, mình trồng hai bên cho nó ôm tùm lên thì mới làm cổng mới đẹp. Còn mỹ đỏ thì một cốt, mỹ đỏ thì một cốt đó, thì mình gieo 10 cây. Rồi bây giờ mình đóng thùng gửi cho chú Miên Võ. Rồi các bạn xem lại cái thân một cốt của cây mỹ đỏ. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn này. Chúc các bạn ngày thứ sáu cuối tuần làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.